Đây, đầu giờ sáng xin chào quý vị và các bạn, và tôi làm cái clip để trả lời cái câu hỏi của một số bạn hỏi là đấy, nhắn tin hỏi là thị trường thì làm thế nào để biết là thị trường nó chuyển sang thị trường gấu hoặc là đấy kết thúc của một cái phiên tăng, một cái kết thúc cái quá trình tăng. Thì về cơ bản để xác định cái này là giảm ngắn hạn hay giảm dài hạn đấy, thì chúng ta không thể nhìn một phiên hai phiên mà chúng ta biết được đâu. Chúng ta phải theo dõi một quá trình rất là dài, và đấy, và như tôi các clip trước tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, đúng không? Về cơ bản thì thị trường nó mới tăng được khoảng 20% so với ấy thôi. Còn nếu mà nhìn theo xu hướng này, đấy, nhìn theo xu hướng đây thì tôi có vẽ một cái đường xu hướng đây, cái đường màu cam đấy, để chỉnh cho nó đẹp đi. Đây. Đấy, cái đường màu cam tôi vẽ đấy là đường xu hướng hiện nay của chúng ta đang đang đi theo. Đây là cái đường màu cam, và cái đường này hiện tại ấy, thì nó chưa bị phá vỡ, chưa bị phá vỡ. Các bạn có vẽ kiểu gì thì kiểu nó vẫn chưa bị phá vỡ. Và cái đường này ấy, thì nó đang chạm vào, nó đến cái vị trí này này là nó đang đi vào cái chỗ đường MA 150. Đấy, thì nếu như nó sập qua cái đường MA 150 này, và rất nhiều người nói là nó sẽ sập xuống MA 200 ấy, tôi không biết là nó có sập được xuống MA 200 hay không. Thực ra là không biết, và tôi nói chung là tôi chỉ theo dõi thị trường thôi, chứ tôi không 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 đoán trước được điều gì xảy ra. Ngày mai nó cũng có thể tăng hoặc có thể giảm giống như phiên hôm nay, đúng không? Có thể tăng hoặc có thể giảm. Nhưng đây, cái đường màu cam đấy là cái đường tôi vẽ, nó là đường xu hướng dài hạn, xu hướng dài hạn. Và đấy, giá của chúng ta ấy là đang vận động ở trên cái đường xu hướng. Khi mà cái đường xu hướng này bị phá vỡ này, thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ chuyện xem xét là thị trường chuyển sang thị trường gấu. Có nghĩa là sao? Nó phá vỡ một nhịp nhưng cũng chưa hẳn nó đã chuyển sang thị trường gấu, phải đợi, đúng không? Nó tăng lên, nếu như nó phá tiếp đường này nó đi lên nữa đấy thì có một cái đánh giá khác. Còn nếu mà chạm vào đường này nó đi xuống đấy thì lại có một cái đánh giá khác. Đấy, đấy đấy là cái những cái thông tin. Và để phân tích được tốt ấy, thì các bạn nên nên đọc cái thêm một cái quyển gọi phân tích sóng Elliott. Tôi cái quyển đấy của tôi bán rồi. Đây. Lý thuyết sóng của Elliott này. Đấy, nó sẽ kết hợp với Fibonacci và lý thuyết Dow. Lý thuyết Dow. Đấy, lý thuyết Dow là một cái lý thuyết Dow là một cái lý thuyết mà của một cái ông mà ông ấy sáng lập ra cái, tôi nhớ là tôi đọc sóng ở trong này nó cũng có sóng Elliott hay sao. Ở đây đấy, bạn đọc thêm hai cái thứ này. Thứ nhất là về lý thuyết Dow ấy, thì tóm tắt sơ bộ của nó là nó như thế này, là nó là người ta gọi nó là lý thuyết nền tảng của phân tích kỹ thuật đấy. Có nghĩa là người ta chia cho ở trên thị trường này nó sẽ luôn luôn có hai cái xu hướng, một là xu hướng chính đấy, xu hướng chính, và hai là những cái xu hướng phụ này, này. Đấy đấy, thì và những cái phụ này ấy, thì nó sẽ cản trở cái việc gọi là phát triển của cái xu hướng chính đấy, và nó sẽ nói là khi nào thì cái xu hướng chính này nó bị phá vỡ đấy, và chuyển sang đấy, đang cái xu hướng tăng này bị phá vỡ và chuyển sang xu hướng giảm. Còn những cái xu hướng nhỏ nhỏ này này thì là những cái thứ mà chúng ta nói chung là cũng quan tâm đấy, chúng ta cũng nên quan tâm đến nó, nhưng mà nó không phải là cái mà quyết định chính cái thị trường tiếp tục đi lên nữa hay thị trường không đi lên được nữa. Đấy, thì ý muốn nói là gì?
là cái đường màu vàng của tôi này đấy, à, đường màu 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 này là màu cam đấy đúng không? Đấy, nó vẫn chưa phá vỡ cái đường này đấy, nó đến đây đấy và nó đang được hỗ trợ bởi đường MA150 nhá, và đang bật lên đấy. Ngày hôm nay thì cũng chưa biết thế nào, chưa biết đúng không? Và tôi cũng có một cái thống kê đây, tôi vẽ thử ấy, thì từ đây này xuống đến đây là thị trường giảm khoảng 13%, 12 13%. Và tôi có xem các cái giai đoạn trước này, 2 tuần đi đúng đây, cái giai đoạn này là giai đoạn tăng trưởng rất là kinh đúng không? Đây xem, đây tôi có đo các cái giai đoạn trước này đấy, thì cái đoạn này giảm 34% này, giai đoạn này 25% này, 25%, nhưng mà nó lại bị kéo dài một cái thời gian, nó lình xình, nó không không tăng, nó cứ lình xình đấy, có nghĩa là dòng tiền đây có một cái giai đoạn tăng trưởng rất là dài đấy, rất là dài thì nó sập như thế, xong rồi đến những cái giai đoạn trước như này đấy, thì chúng ta phải cảnh giác ở cái giai đoạn này của chúng ta. Lý do này, lý do ấy là chúng ta mới bị sập này trong khoảng 2 tuần thôi, 2 tuần khoảng 14 phiên gì đấy thôi, nó chưa đủ dài, nó chưa đủ dài đấy. Và tôi để ý rồi, các cái giai đoạn sập ấy thì thông các cái đoạn mà nó chuyển đổi sang cái thị trường gấu ấy, chuyển đổi sang thị trường gấu ấy, thì có thể là nó sẽ mất hàng. Alo, tôi nghe đây. Không, làm phiền anh nhé. À, tôi xin lỗi tí, tôi vừa có điện thoại. À, đấy thì có nghĩa là từ đây đến đây của chúng ta mới được cỡ khoảng 2 tuần gì đấy thôi, 2 tuần, hơn 2 tuần thì tôi kiểm tra. Đo cái này nó đỡ phải đếm. 16 thanh đúng không? Có nghĩa là hơn 2 tuần một tí thôi. À chưa chưa được 16 thanh, 13 thanh mới được 2 tuần thôi. Đấy. 19 ngày đúng không? 19 ngày. 19 ngày tính thì nó chưa nói lên điều gì đúng không? Chúng ta có thể phải theo dõi hàng nhiều phiên nữa đúng không? Đến khoảng hàng tháng trở đi, hàng tháng thì mới phát hiện được ra là nó chuyển sang thị trường gấu hay chưa. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên của buổi sáng hôm nay. Và đấy, các bạn để các bạn hiểu chi tiết hơn là tại sao nó lại như thế vân vân ấy, thì các bạn đầu tiên các bạn đọc cái lý thuyết Dow này này. Lý thuyết Dow này này. Lý thuyết Dow nhá. Đấy, cái ông này là ông sáng tạo ra cái chỉ số Dow Jones ấy, chỉ số đây này. Lý thuyết Dow thị trường gồm hai xu thế đúng không? Xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2. Và xu thế cấp 1 là xu thế chính, xu thế cấp 2 ngăn cản sự tăng hoặc giảm của xu thế cấp 1. Đấy có nghĩa là đây này, các bạn hình dung ra cái giai đoạn nó cứ lên như này, thì cái lên như này ấy, thì nó lên theo cái sóng Elliott. Đấy. Người ta nói rằng là nó chỉ có đến sóng 5 thôi là nó thôi, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5. Đấy là nó chuyển sang cái giai đoạn xuống. Thì hiện tại bây giờ ấy, nếu mà vẽ theo sóng Elliott ấy, thì nó cũng là đủ 5 sóng rồi, cho nên là nó cũng là một cái điểm rất là nghi ngại. Rất là nghi ngại nhá. Đây tôi vẽ lại theo tuần nhá. Theo tuần thì hơi theo 2 ngày đi. 2 ngày thì vẫn được. 3 ngày đi. 3 ngày để tôi vẽ cái sóng cho nó dễ nhé. Đây, thôi theo tuần thì cho nó tuần nhá. Đây thì các bạn nhìn này, nếu mà theo sóng Elliott nhá thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm vẽ nó trùng một cái điểm này, không sao, tôi vẽ lùi ra đây một tí cũng được rồi, nó cũng không không sai lệch gì đâu nhá. Đấy thì đây là sóng 1 này, 2 này, đấy, 3 này, 4 này, và đến đây là đang sóng 5 rồi đấy, và chúng ta đang ở con sóng 5 rồi và nó đang đi xuống như này, nên nên đấy rất nhiều người nói là thị trường nó đang chuyển sang cái giai đoạn là con gấu, là lý do là nó lại là có lý do là như thế nhá nhá. Tuy nhiên đấy là nó lại cũng có cái cơ sở lý thuyết khác, nó nói rằng đây là sóng năm này kết thúc ấy thì nó sang một cái
gọi là một cái phiên giảm mạnh. Sau đó một vài phiên giảm mạnh có thể kéo dài từ 1 đến 4 tuần, sau đó nó lại tạo ra 5 con sóng tiếp. Đấy, tạo ra 5 con sóng tiếp nhá. Thì đấy là ở trong các cái tài liệu thì nó có nói thế, nhưng cái giai đoạn này nó đã giảm 13%, thì thực ra 13% nó vẫn chưa lớn đâu. Tôi xem các giai đoạn khác nó thường nó giảm đến 25%. Thậm chí có nhiều giai đoạn nó giảm rất là nhiều, 70%, nhưng đoạn đấy là giai đoạn kinh khủng rồi. Đấy, giai đoạn kinh khủng rồi, chúng ta không nói những cái giai đoạn như thế. Nhưng có đấy, sau 5 con sóng này thường nó giảm khoảng 25% rồi 30-40%. Đấy. Đấy là cái lý do mà tôi nói với các bạn là chúng ta nên để tài khoản chúng ta ở cái mức an toàn ở cái giai đoạn này. Vì lý do như sau này: nó giảm xuống mà nó giảm từ từ ấy thì không sao đâu, tài khoản margin thoải mái chẳng việc gì đâu. Nhưng ấy, nếu như nó bị gãy đổ, đấy, nó tạo ra những cái cây gãy, nến gãy như này này. Đây, những cái phiên mà đấy, nó tạo ra cái khoảng trống lớn như này này. Là những cái phiên này là những cái phiên bị bán giải chấp. Đấy, bán giải chấp và bán giải chấp mạnh ấy, và chúng ta không ra được hàng luôn ấy. Đấy, chúng ta chết kẹt ở trong đấy luôn. Sau khi bán giải chấp xong ấy thì cái lượng tiền người ta lại trở về trạng thái rất là lớn. Lúc bây giờ nó lại tăng theo con sóng lớn, nhưng ấy là tiền nó lại không phải cổ phiếu nào nó cũng tăng lên đâu. Cổ phiếu chúng ta thì nó ì ạch mãi, nó chả tăng cả năm trời không tăng, nó tập trung vào những cái con cổ phiếu khác và chúng ta cứ lì, chúng ta không cắt được lỗ rồi. Đấy, chúng ta giữ cả cổ phiếu hàng năm hoặc hàng vài năm nó cũng chả tăng được lên. Đấy, đấy là cái lý do mà chúng ta cần phải giữ một cái lượng tiền mặt. Giữ một lượng tiền mặt và giữ tài khoản ở trạng thái an toàn là vì thế. Còn một cái lý do khác nữa ấy, là ngay cả cái giai đoạn mà thị trường giảm này này, nó vẫn có những cổ phiếu đi ngược chiều. Đấy, những cái giai đoạn thị trường giảm, tôi xem những đây, ví dụ giai đoạn này giai đoạn giảm 34% nhá, 35%. Đây, giai đoạn sập này giảm 35%, nó cứ giảm từ từ thôi, nhưng giai đoạn này là giai đoạn thị trường gấu đấy. Đúng không? Và đây tôi cũng đo nó kéo dài, đo cái độ kéo dài của nó, nhưng cái chỗ này là cũng không chính xác đâu nhá. Đấy, là 68 ngày, 69 ngày. Đấy, 69 ngày là cỡ khoảng hơn 2 tháng đúng không? Hơn 2 tháng. Đấy, có nhiều giai đoạn tôi kiểm tra thì đấy, chúng ta phải đợi thêm chứ 2 tuần thì chúng ta cũng chưa xác định được cái điều gì đâu nhá. Ở đây chúng ta mới có 2 tuần, tôi vừa đo cho các bạn đấy, nó khoảng 19 ngày đúng không? 19 ngày. Đấy, đấy là cái chia sẻ buổi sáng hôm nay. Và có nhiều bạn hỏi là xu hướng tới thì là nên chọn cái cổ phiếu nào hoặc là cổ phiếu nào sẽ là dẫn sóng. Thì các bạn cũng bây giờ ấy, chúng ta cái ưu tiên số 1 là giữ cho cái tài khoản an toàn. Và tôi đã nói rồi, chúng ta kiếm tiền cả cái giai đoạn mà nó tăng dài như này chúng ta chả kiếm được tiền, chúng ta cứ tranh thủ nhảy vào cái giai đoạn mà nó cứ nhì nhằng lên sập, lao lên rồi sập xuống như này là chỉ có mất tiền thôi. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh ngồi quan sát thị trường. Quan sát thị trường cũng là một cách mà chúng ta học được khối rất nhiều kiến thức nhá. Đấy, và các bạn đọc cho tôi là hai cái thứ như này, một là lý thuyết Dow nhá, hai là nguyên lý phân tích sóng Elliott. Đấy, nguyên lý phân tích sóng Elliott nhá. Đấy, thông thường này nó sẽ có 5 con sóng, sau đó là nó đến đấy, nó giảm nhá. Nhưng nó giảm thì có thể là giảm hai, đấy, hai cái xong rồi bắt đầu nó lại lên, hoặc nó có thể giảm nhiều hơn, tùy đấy, đại khái là nó cũng hay đấy. Nhưng mà tôi đọc lâu rồi xong rồi tôi bán cái quyển sách đấy rồi. Tôi bán cho một bạn, mà có thể bạn ấy cũng là cái fan, bạn ấy cũng là đấy, cũng là một người đăng ký cái kênh của tôi. Bạn ấy là cái bạn mà đăng ký theo dõi kênh Facebook của tôi. Những cái kênh Facebook của tôi lâu rồi tôi không viết cái gì lên trên đấy nhá, bởi vì tôi chỉ tập trung cho cái kênh YouTube này cho nó tốt, đúng không? Bởi vì thứ nhất là tôi chưa tạo được ra một cái đội nhóm làm việc, bởi vì là cái công việc này của tôi ấy, là tôi mới thực sự tập trung một thời gian, gọi là xây dựng các cái chiến thuật một thời gian khoảng 3 năm gần đây thôi. Còn trước đây ấy, là tôi đọc sách rồi tôi đều nhẩm tính bằng tay. Ngay cả cái chương trình này nhá, ngay chương trình này ấy, không phải là bây giờ tôi mới làm đâu, mà tôi đã ngồi tôi cộng tính các thứ ra, mất rất nhiều giấy bút để làm mấy cái trò này rồi. Đấy, nhưng bây giờ ấy thì tôi mới hệ thống lại
Và tôi bởi vì tôi thấy rất nhiều người người ta ra quyết định rất là nhanh, mà mình cứ ngồi trong mình cộng với mình trừ mãi mới ra được cái kết quả, mới ra được giá giá của cổ phiếu là nên như thế nào ấy, thì nó mất thời gian quá. Đấy nên là tôi mới xây dựng cái chương trình này là vì thế nhá. Và cái định giá này các bạn cũng không nên căng thẳng về là nó chính xác quá hoặc là nó không chính xác quá vân vân, nó không, nó chỉ cần cho chúng ta cái con số tham khảo. Đấy, ví dụ như cái giai đoạn sập chẳng hạn nhé, thì tôi sẽ sang tôi sẽ thiên về cái phần định giá tài sản này này. Do giai đoạn thị trường sập ấy thì tôi sẽ thiên về định giá tài sản. Thì tôi thấy là cái giá nó đã sập xuống rồi, ví dụ như là cái giá trị thực của cổ phiếu của tôi định giá được là 16, nhưng cái giá của nó bây giờ nó chỉ có 8.000 thôi. Đấy các bạn hình dung nha, là nó đã sập xuống và tôi sẵn sàng tôi sẽ mua, tôi không không dồn hết tiền vào đây, nhưng ví dụ như tôi mua 10.000 cổ phiếu nhá. Tôi mua 10.000 xong nó sập tiếp xuống 7.000, tôi lại mua thêm 10.000 nữa, sập tiếp xuống nữa tôi lại mua thêm nữa, và như thế tôi đầu tư dài hạn ấy, thì tôi sẽ không sợ gì cả. Lý do là sao? Lý do là tôi đã ước lượng được một cái con số mà tôi cảm thấy là nó rất an toàn rồi nhá, bằng cái phương pháp. Đây là nó có phương pháp chứ không phải là số liệu này tôi bịa ra. Đấy, thứ nhất là tôi sử dụng chiết khấu dòng tiền, thứ hai là tôi sử dụng các cái thông tin về để đánh giá tài sản của công ty nhá. Đấy thì tôi đã ra cái con số như thế này rồi chẳng hạn, ví dụ thế, trong cái giai đoạn thị trường sập mà cái cổ phiếu đấy ví dụ như nó là cổ phiếu Vinamilk chẳng hạn, Vinamilk chẳng hạn bây giờ nó mà sập về giá 20 chẳng hạn, thì các bạn hình dung ra là nếu như mà các bạn không đánh giá được, nói Vinamilk thì nó chưa sập như thế bao giờ, nên là chúng ta không nói Vinamilk nữa mà chúng ta nói ví dụ như HSG nó đã từng xảy ra. HSG nó đã từng xảy ra, nó sập từ giá 30, từ giá 30 nhá, tôi nói các bạn nó sập từ giá 30 xuống giá 6. Nếu như tôi đánh giá được cái cổ phiếu HSG này, công ty HSG này, cái giá trị thực của cổ phiếu nó khoảng 16.000, thì khi mà nó sập xuống giá 6 tôi cứ ôm thôi, tôi chả sợ gì cả, tôi cứ thế tôi ôm thôi. Đấy là cái mà tôi làm và cái mà tôi muốn hướng tới. Còn cái phần P/E này này là tôi hướng tới là để là làm gì, là những cái giai đoạn mà thị trường nó tăng mạnh ấy thì cái định giá theo P/E này nó sẽ giúp chúng ta là mua được sớm tài sản, mua sớm tài sản mà chúng ta biết được là cái giá trị ở những cái quý tới nó sẽ cái thị giá những quý tới nó hướng tới ở cái mốc nào, mục tiêu của nó hướng tới nếu như nó giữ được cái tốc độ tăng trưởng thì cái giá hướng tới nó là cái giá nào. Đấy, đấy là những cái chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay, và cuối cùng chúc quý vị và các bạn là đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường chứng khoán nhé. Và cũng rất mong nhận được cái bình luận góp ý của quý vị và các bạn về cái chương trình định giá của tôi để cho nó được hoàn hảo cả về mặt thẩm mỹ và hoàn hảo cả về mặt định giá nhé. Định giá thì tôi sẽ thử được, bởi vì là tôi đã thử các cái quý trước và tôi cảm nhận được là nó khá là tốt, nhưng ở cái quý này này, cái quý này là cái quý mà thị trường đang sập xuống, thì tôi đang thử, tôi chỉ mua có 2 cổ phiếu mà tôi đã thử thôi, và tôi sẽ chờ đợi tôi xem là nó có đấy, ví dụ như là hết hết quý sang quý 3 chẳng hạn mà nó tăng được 30% chẳng hạn hoặc là 50% chẳng hạn, thì tôi sẽ show cho các bạn xem nha. Đấy. Và nếu như mà nó không tăng được ấy, thì có nghĩa là cái định giá P/E của tôi này này nó không đúng với cái giai đoạn này được đấy, mà nó chỉ sử dụng tôi sử dụng cả cái này và cả cái định giá tài sản này, và tôi phát hiện ra thì cái hai cái cổ phiếu mà tôi mua ấy thì có một cái cổ phiếu có giá trị tài sản nó nhỏ hơn cái thị giá một chút, nhưng một cổ phiếu là có giá trị tài sản nó đang bằng với thị giá nên tôi mua đấy, tôi mua. Còn cái định giá PE này thì nó đang rẻ hơn khoảng khoảng cỡ gần trăm 100%, nên nếu như mà nó đạt được một cái hiệu quả thì là tôi sẽ cho các bạn xem, và tôi cũng đã vừa có một cái hiệu chỉnh về về mặt thẩm mỹ đấy, thì các bạn nhận xét xem cho tôi xem là về mặt thẩm mỹ nó đã được hay chưa, bởi vì nói gì thì nói chúng ta cũng không thể để một cái chương trình mà nó thiếu thẩm mỹ xong rồi chúng ta bảo là chúng ta vì chất lượng thôi, bởi vì tôi đánh giá nó quan trọng lắm, giống như các bạn cũng thế, các bạn nhìn những cái ông mà có một cái tư duy sáng giá giàu có ấy, thì cái cách ăn mặc rồi tất cả các thứ của người ta nó sẽ không lôi thôi đấy, còn những ông mà lôi thôi ấy, thì cũng có thể có nhiều tiền nhưng mà không nằm trong số phần lớn đấy, nên là cái quan điểm của tôi là như thế.
ngoài cái việc cái chương trình, cái lõi của chương trình nó tốt rồi thì cái trang trí của nó cũng phải tốt đúng không, cũng phải nhìn cũng phải được chứ không phải là quá tệ. Đấy, bên này thì tôi đã có chỉnh sửa cái chỗ này đấy, và các cái thông tin nó cho nó rõ ràng, còn các cái thông tin ở chỗ này là tôi để nhìn thôi, còn nó tự động có tính, tự động có tính nhé, tốc độ tăng trưởng EPS tự động có tính đấy, tự động nó sẽ chọn không hoặc chọn một lên đây và tự động nó đẩy vào chương trình nó tính. Những cái thứ này tính toán nó không khó đâu, cái Excel này nó dễ, mà làm chỗ nào mà không được ấy, thì lên Google tra là tôi muốn sử dụng cái lệnh này, ví dụ như tôi muốn sử dụng lệnh VLOOKUP nhưng mà không biết dùng quen quên ấy, thì lên mạng search cái là ra đấy, hoặc tôi muốn sử dụng lệnh IF mà không biết dùng thì lên mạng tìm tìm ra là xong, nó không khó. Quan trọng là đấy cái tư duy để xử lý tính toán đấy với những cái thứ mà người ta cho đấy, với những cái thông số người ta cho, và nó có các cái tài liệu hướng dẫn đấy về định giá đấy, thì chúng ta xử lý công thức như thế nào đấy, sử dụng những công thức gì cho nó hợp lý đấy nhá. Đấy là những cái chia sẻ buổi sáng hôm nay, và hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ tôi đấy, và để kiểm định được cái chương trình này nó độ tốt xấu ấy, tôi nghĩ là phải hết cái năm nay thì mới 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 an toàn được. Còn tất nhiên là trong cái quý tới thì chắc chắn là cũng cũng có một cái gì đấy nó gọi là, bởi vì các bạn nếu các bạn tìm hiểu thông tin của tôi thì các bạn biết là tôi là 20 năm tôi ra trường từ 2003 2000 đấy 2002 2003. Sau đó thì là tôi làm cái công tác gọi là giảng dạy và nghiên cứu, nên là những cái thứ mà tôi làm ấy là nó phải có cơ sở khoa học, chứ tôi không không phải là tôi tự nhiên tôi vẽ vẽ mấy cái thứ nó lòng vòng xong rồi nó tạo ra, và để chứng minh được là nó hiệu quả ấy thì phải có thực nghiệm, chứ không 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 chứng minh hiệu quả theo cái kiểu là nói là ra đúng rồi đấy hiệu quả đấy, nó phải thực nghiệm. Thực nghiệm là gì, là đấy tôi cứ nhập cổ phiếu xong rồi tôi làm một cái danh sách, tôi chờ đợi nó sang tháng sau sang quý sau xem nó vận động giá như thế nào đấy, thì đấy là thực nghiệm nhá, đấy là thực nghiệm, và cái cách làm của tôi là tôi làm như thế, và rất mong các bạn ủng hộ. Đấy, tôi cũng rất kỳ vọng vào cái định giá này, thì trước đây tôi làm bằng tay, tôi dùng bút tôi cộng trừ nhân chia để tôi xác định. Còn ấy, khi mà thị trường nó giảm ấy, các bạn phải hình dung ra là khi thị trường nó giảm ấy thì cổ phiếu bạn có định giá tốt. Đấy như cái lúc mà HPG này nó sập ấy, thì có ai nghĩ là nó sập đến 6 xong rồi nó lại quay lên cái giá 40, bây giờ nó lên 40 hay sao nhỉ? HSG. Có ai nghĩ là nó sập xuống 6 xong rồi nó lên đây lên 35, đây nó đã lên 442 rồi nhá. Đấy thì không ai nghĩ được điều đấy đúng không? Không ai nghĩ được điều đấy. Và cái đấy ấy, chỉ có định giá tốt, đấy, đánh giá được chất lượng tài sản của cái công ty này tốt thì đấy chúng ta sẵn sàng chúng ta mua thôi nhá. Chúng ta sẵn sàng chúng ta mua, bởi vì chúng ta biết cái giá trị tài sản của nó ví dụ đang khoảng 16 chẳng hạn, mà nó sập xuống 6 thì chả gì mà sợ mà không mua cả đúng không? Đấy, như giống bây giờ cái HNG đấy. HNG nhá. HNG thì hôm trước tôi đã đánh giá tài sản cho các bạn rồi đúng không? Nó chưa hấp dẫn, nhưng cái HNG này mà nó xuống 5 xuống 4 xem tôi sẵn sàng tôi mua, ví dụ thế. Đấy các bạn hình dung ra cái việc định giá tài sản nó hay ở cái chỗ như thế nhá. Và tôi sẵn sàng tôi mua và tôi sẵn sàng tôi chờ đợi. Đúng không? Ví dụ nó xuống 5 chẳng hạn, tôi mua 10.000 tôi cứ để đấy, tôi chả sợ 5 10.000 thì mất có 50 triệu để đấy đúng không? Xong nó sập tiếp, sập đến 3 chẳng hạn tôi mua thêm 10.000 nữa, có gì đâu, đúng không? Và tôi đợi, bởi vì tôi biết là cái giá trị của nó là giá trị của nó đang khoảng 6. Nếu nó xuống dưới đấy rồi ấy, thì nó có bán tất cả đi, và cái quan trọng ấy là tôi để ý xem các cái quý này này nó có lỗ nhưng nó lỗ không đáng kể, và nó có quý lỗ quý lãi thì nó không bị ăn vào tài sản nhiều. Còn nó cứ bị lao dốc xuống. Đây ví dụ như cái công ty này tôi có người bảo tôi mua đấy. Nhá, tôi cũng đã định giá tài sản của nó thử rồi. Đây cái lúc mà nó có giá 20 tôi định giá tài sản của nó rồi, và tôi phát hiện ra là 20 vẫn chưa phải là giá trị và tôi không mua đấy, và bây giờ nó sập xuống 16. Tất nhiên là cái việc nó sập xuống 16 ấy là cũng bị một cái giai đoạn thị trường nó xấu, nhưng cái giá trị này vẫn chưa hấp dẫn, nhưng nó sập xuống 10 xem tôi sẽ quan tâm đến nó, bạn hiểu không? Bởi vì tôi biết chắc, tôi biết được giá trị của nó rồi đấy, tôi biết được là nó có những cái gì rồi. Tuy nhiên ấy là nó bị một cái nữa là cái này này các bạn để ý,
khi mà các bạn biết được giá trị rồi ấy, nhưng mà cái việc hàng tháng hàng quý này nó lỗ nhiều thì nó làm cho cái giá trị đi xuống nó cũng rất là nhanh đấy. Chúng ta phải đánh giá được này, cứ mỗi một quý mà cứ lỗ 100 tỷ như này thì nó cũng đi nhanh lắm, nó đi nhanh lắm nhá. Thì đấy, nên là chúng ta cũng phải để là có một cái giá trị an toàn, bởi vì nó cứ lỗ mãi thì nó cũng phải phá sản thôi, nó cũng về không thôi. Đấy, giống như kiểu HNG đấy, HVN chứ, HVN đúng không? Nó cứ lỗ mãi như này chẳng hạn, giá nó vẫn có thể cao, tiền nó vẫn chưa ra, nhưng mà nó cứ lỗ mãi thì nó cũng phải về không chứ. Bây giờ các bạn bảo mà nó cứ lỗ liên tục đây, các bạn cứ bảo bảo nó lỗ liên tục cứ 3.900 tỷ một quý, cứ 3.900 tỷ một quý, 4.800 tỷ một quý thế này, thì các bạn bảo là nó sẽ chịu được bao bao nhiêu tháng nữa, đúng không? Nó không trả tiền được cho ví dụ như là phi công, không trả tiền được cho mọi người tiền lương ấy, không trả, không làm gì có tiền mà trả, thì là người ta sẽ rời bỏ và công ty sẽ phá sản thôi. Bán thanh lý các cái khoản thế chấp thì cũng chưa chắc đã đủ để trả nợ được các khoản vay nhá. Nhưng đấy đấy là những cái phỏng đoán thôi, còn cái vận động của nó khác rất là nhiều, thì chúng ta phải có những cái tính toán riêng nhá. Đấy, và chia sẻ buổi sáng hôm nay nó hơi dài, và hy vọng là các bạn ủng hộ tôi và đồng hành với tôi trong cái giai đoạn sắp tới. Chúc các bạn đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận.